Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại giờ Trần Nam với Duy Minh đang đi xuống cái điểm để phát nước cho bà con cô bác về quê. Thì đây là phà Cái Lăng nha quý cô chú anh chị. Bây giờ phà vô, anh em mình chuẩn bị di chuyển xuống phà ha. Rồi Trần Nam và Duy Minh mời bà con mình nha xuống phà để di chuyển về cái điểm phát nước nha cô chú chị. À, bà con mình đang xuống phà để về quê ăn Tết nè cô chú chị. Xe nào cũng ba lô quá trời luôn rồi bà con cô bác ơi. Quá trời luôn. Rồi ông anh tôi đã mất tiêu luôn rồi. Kìa. Yeah. Gì anh chia sẻ không anh? Thì hiện tại giờ anh em mình đang ở dưới phà Cái Lăng, thì hy vọng là hôm nay anh em mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ là phát nước cho bà con cô bác, tiếp xúc cho bà con cô bác đi về quê vui xuân đón Tết trong những cái ngày cuối cùng như thế này. Thì chúc cho bà con cô bác năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn thất tài phát lộc. Rồi, là bà con cô bác thấy hình ảnh của những bà con cô bác công nhân đang trên đường di chuyển về quê á quý cô chú chị. Đây là cái con đường tắt, có phải là nói là mình đi hình như là bỏ cầu Phú Cường rất là xa, bỏ cầu Phú Cường rất là xa, nhưng mà rất ít là những ít ai biết không mà đi về quê cái đường này đó. Cô bao nhiêu cô? 10.000. Phà này là phà Cái Lăng nha bà con cô bác. Bến phà Cá Lăng. Okay, ơi, coi có dính tờ 500 không nghe. Chả có bóp rồi chứ. Hiện tại giờ mình qua phà Cái Lăng rồi mình sẽ di chuyển xuống cái này là bỏ cầu Phú Chi hơi xa đúng không? Cái cầu Phú Cường, bỏ cầu Phú Cường. Thì hồi đó thì mấy anh em mình có lên nhóm và hẹn những cái điểm mà phát nước cho bà con cô bác á. Thì hôm nay anh em mình phát gồm có là nước nè, sữa nè và khăn lạnh để khăn cho bà con cô bác mình tiếp sức cho bà con cô bác trên đường về quê vui xuân đón Tết vui vẻ ha. Thì thôi chuẩn bị lên phà kìa Nam ơi. Dạ vậy tắt nha. Tắt. Mời bà con mình theo dõi tiếp tục cái công việc của mấy anh em nha cơ. Hello bà con nghe. Thì hiện tại giờ anh em mình đến cái điểm ấp Văn Hóa Tam Tăng của cô chú anh chị, huyện Củ Chi, ủy ban nhân dân xã Tăng Hội, An Hội quý anh chị. Thì hôm nay là có hai chị em Đồng Nai, chị Hương với chị Ngân. Chào hai chị nha. Rồi chỗ anh đó đang làm gì hả? Anh dán cái lưng của ảnh kìa quý vị. Đó đau lưng rồi ha. Rồi anh Âu Vàng. Rồi chị Bích. Chào chị Bích nha. Chào chị Hương nha. Chị chào Duy Minh. Đó quý cô chú anh chị. Đây là Duy Minh là cô chú anh chị đồng với em. Hello bà con nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh mới vừa chạy lại đằng kia quý cô chú anh chị. Đằng chỗ đặt đá mà giờ ta đóng cửa chưa mở quý cô chú chị ơi. Chào chị Minh nha. Chào chị nha. Chào luôn. Chào tôi miền Tây nha.
mình đậu vô trong luôn á. Giờ bà con cô bác thấy không, bây giờ sáng á là một số bà con cô bác tranh thủ đi buổi sáng sớm nghe quý cô chú chị, và đặc biệt Duy Minh muốn nhắc nhở bà con cô bác chạy đúng tuyến đường, đúng làng nghe. Tại vì Duy Minh thấy ở trên tuyến đường từ vừa vào nội ô Củ Chi và vừa qua cái chỗ bộ đội tí xíu á thì có hai trạm giao thông đó, mong bà con cô bác cũng để ý nha, chạy không vượt đèn, không lắng len nha. Công an đang ngoắt vô nhiều lắm á, nói chung là bà con có cái ấy xỉa là xong đó quý cô chú anh chị đó, nên bà con thận trọng nha. Nãy giờ mình thấy quý anh chị nhiều anh chị cũng xỉa cái kia đó quý cô chú anh chị, xỉa bát đó, có xỉa mới đi được đó quý cô chú anh chị ơi. Trời ơi tình bà con cô bác làm một năm không có nhiều tiền mà đi phải còn xỉa nữa, xỉa cái kia nữa đó, rồi bởi vì nhiều người ta cũng lên án rồi. Mong bà con cô bác nói chung là mình chạy đúng tiếng, đúng làn đường, đúng không lắng len đó, chỗ mấy cái ổ mà lên liền là không được lắng nha quý cô chú anh chị. Còn lên nứt, lên mà trong lực giao thông cái lên mà khoảng cách gì là mình lắng được nè, cái lên mà khoảng cách gì là mình lắng được nha. Đây đó, những cái gạch thưa gì mình lắng được, còn nó lên mà liền á, nhất là những cái chỗ mà cua quẹo á, thường thường là lên liền thì đừng có lắng lên đó, lắng lên là bị thổi liền á. Đúng rồi, đừng lắng, đừng chèn lắng. Bây giờ là mấy anh em mình chuẩn bị nha, bây giờ cho xe vô bên trong hết đi chị. Cây gì thì ngon luôn, là treo mặt ngoài ngon luôn á, có cái dù á đó, lên đó đi, đó đi mình chạy cũng được á, lên trên đi mình ơi, lên đẹp màu á,
xích lên trên, xích lên trên. Xích lên trên mình móc qua, mình móc cái dây này qua cái mình có treo ngay cái chỗ đó được không? Hai cái chỗ đó không được, mình ở ở đây mình đi xuống mà treo đó đâu thấy. Cái cây đó qua cây cột điện là mình đứng đây. Ta thấy là được rồi. Lấy cho mấy quả để tao cầm lại. Ok. Đúng rồi đó. Rồi, đó. Cao quá Phúc. Thách xuống tí Minh. Rồi vậy đi Minh, được rồi đó Minh. Bích bích bích. Anh chàng ra đi. Cầm móc người thử. Sơn giáp hình điện thoát, điện thoát nước tăng lạnh miễn phí cho bà con về quê mua sương đón Tết đảm bảo an toàn. Đây là chữ an toàn giao thông. Nhóm YouTuber fan của nghệ sĩ Tiến Linh cùng mạnh thường quân đồng hành thực hiện tài trợ chương trình này nha quý cô chú chị. Đây đó, để mình quay gần cận cho bà con ha. Không. Đó, bà con cô bác, đây là cái bánh dao mà Di Minh đã làm xong rồi đưa cho bên kia cho Nam là đem cho người ta in ra ha quý cô chú chị. Đó. Sơn giáp hình. Đó. Ok, con đem thôi. Dạng qua bên coi. Nam vô luôn Nam, đặt cây luôn đi. Nam vô luôn Nam. Đây bà là bà bấm bà chụp cho tụi nó một cái coi. Nam để vậy mất, mình phải đứng xích vô Minh ơi, đứng vậy mất rồi Minh ơi. Rồi, đứng xích vô đi. Rồi, 1 2 3 làm nhanh đi. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè, máy mình nữa nè. Thấy hơn hết chưa? Trên kìa, trên. Rồi, vậy rồi. Cho nên mình còn đi làm kia nữa. Ông quý cô chú chị ơi. Khoan, từ từ mình lấy cái thùng ra trước, mình đổ vô cái thùng luôn. Đó, bây giờ là mấy anh em mình phải một người quay đi. Dạ được anh. Anh hỏi lấy bàn không? Lấy bàn không? Ừ. Đây, chuyện anh quay đi, một người làm đi. Cuốn cuốn này lên Minh. Chắc hôm nay chắc chị làm caramel quá. Lấy cái bàn không? Ông còn ông hỏi rồi Minh. Lấy
đống rác. Chị đứng đây luôn khỏi đi tới đi lui hay là đi tới đi lui luôn nha. Đừng bỏ đá vô nó vừa rồi. Giờ mình chắc ngọn này qua đi, chắc ngọn này. Mình chắc cao lên đây nè cho người ta biết. Đúng rồi. Thấy. Cao lên đừng cho người thấy. Minh ơi. Yeah.
tới hai lò sữa luôn quý cô chú anh chị, cho bé nó thích uống cái nào thì mình uống đấy. Đó, đây là Milo ha, không có quảng cáo luôn nha. Chưa tao có ghé đâu. Đúng rồi, tại vì hôm nay nắng nắng lên kìa. Nắng nắng. Cho nên là anh em mình sẽ chuẩn bị sẵn nước nôi, nước đá lạnh có sẵn rồi đó quý cô chú vậy, và sữa có sẵn rồi. Hy vọng là cái chuyến phát quà, phát nước suối lạnh cho bà con cô bác sẽ thành công tốt đẹp. Và Duy Minh cũng coi ông nẻo quát quát nè, quay đấy. Đang Minh đang nói vậy chị, quát đi, quát đi. Quát đi. Anh ủ già, anh áo vàng. Áo vàng là ủ dai là. Quát đi anh. Quát sen là lợi. Vậy. Thì một chút xíu nữa sẽ có là bên dân quân của ấp người ta, quý cô chú vị, người ta sẽ cho hỗ trợ khoảng là 5-6 người đến đây để là phụ anh em mình. Để là điều tiết giao thông giờ này chưa đâu quý cô chú vị, do là rất sớm luôn. Giờ này cũng mới có hơn 6 giờ 15, 6 giờ 20 thôi quý chú vị. Đây để em quay mấy chị ha. Và Duy Minh nhắc nhở luôn mấy anh em nha. Nhắc nhở mấy anh em khi mà mình làm tham gia cái công tác này thì giao thông là mình cái an toàn là mình quan trọng nhất nha. Đó, điều tiết cho nó ok một tí, tránh nhất là đừng ra ngoài đường nha. Cái này phải có người để nước suối đó, có chú này mở hàng rồi nè, hai người hai chai nước suối. Dạ chú làm gì đây chú? Đạp đường. Đạp đường hả? Dạ tới bữa mấy mới nghỉ chú? 28. Dạ cháu con chụp hình luôn ơi. Đó đây nè, rồi chúc chú đi làm vui vẻ nha. À đó ui chú vậy, giờ này chú còn làm đường nè. Đặc biệt là khi mà mình quắt người ta từ trên đó, mình quắt sát vô đây nha, đừng có cho đậu mấy đường nha, không cho đậu mấy đường, từ cái mấy đường này nè mình cho đậu sát vô đây luôn, sát vô mới phát nha, đừng có phát vào đây nha, cho sát vô mới phát nha. Nói chung mấy kêu mình hướng dẫn cho mấy chú là sát vô trong rồi mình phát. Ôi anh áo vàng ơi, em thấy anh á để hai ba lốc nước gì ngay đó, anh đứng ngay đây để nước á, để trên ghế á cho người ta biết là mình đang ấy nước đó. Đó quý cô chú anh chị, thì video đến đây là Duy Minh cũng xin kết thúc ha quý cô chú anh chị. Đừng chuẩn bị đồ điều tiết nữa, anh áo vàng cầm lên coi cho chụp hình cái coi đó. Rồi ok, hy vọng là hôm nay thì mấy anh em mình sẽ phát nước thành công tốt đẹp ha quý cô chú vậy. Thì đầu năm thì Duy Minh cũng chúc cho tất cả bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát lộc và trên chuyến đường đi về quê được thuận lợi bình an. Và đặc biệt cảm ơn ủy ban nhân xã Tân An Hội, văn phòng ấp Quan Hóa Tam Tân đã hỗ trợ cho là nhóm của YouTube fan của nghệ sĩ ưu tú Chu Linh để là phát nước cái tuyến đường này được là thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ủy ban huyện Củ Chi cũng như là ủy ban nhân dân xã Tân An Hội ha, đã hỗ trợ hết mình. Đó, chúc cho ủy ban nhân dân và huyện Củ Chi của mình được ngày càng phát triển giàu mạnh hơn nữa. Đó bây giờ là mới bây giờ là cảm thấy là bà con cô bác là đang về rất là đông ha quý cô chú anh chị. Mới có 6 giờ hơn thôi, tầm khoảng 7 giờ quý cô chú vậy sẽ cái tiếng đường này nó sẽ ấy ha. Đó đây, do là buổi sáng tại buổi sáng còn sương với lạnh lắm á, cho nên người ta không ghé đâu, nắng tí xíu đi lúc đó kẹt xe người ta ghé đông lắm. Thôi vậy mình xin kết thúc video tại đây nha. Ông bà con cô bác nếu thấy ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Duy Minh cũng cảm ơn chị Hồng Ngọc đã và hai người chị của Trần Nam hỗ trợ cũng mỗi người 500k, và chị Hồng Ngọc tài trợ cho là 10 triệu để là hỗ trợ cho bà con cô bác mình đi về quê trên đường độ bình an. Sát vô chị ơi, sát vô chú.
sát vô, sát vô. À, đó, quý vị chú vậy, thấy không? Con này gai đó. Rồi, ok. Đó, quý vị chú như vậy. Sát vô lời nha, sát vô lời mới phát. Sát vô lời. À, an toàn là trên hết ha quý cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì Duy Minh xin kết thúc ở đây ha quý cô chú anh chị. Đừng quên nhấn like và chia sẻ ủng hộ kênh Duy Minh nha. Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con lại một video tiếp theo ạ.